Từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 24 tháng 7 năm 2018. Việt Hùng xin kính chào quý vị. Ông Trương Minh Tuấn tạm mất chức Bộ trưởng. Thêm báo Việt Nam bị phạt vì bài viết về Chủ tịch Quang. Người Mỹ gốc Việt vận động Quốc hội Mỹ giúp người thượng. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Sáng ngày 23 tháng 7, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông với ông Trương Minh Tuấn, theo hãng tin Reuters. Truyền thông trong nước cho biết, quyết định nêu lý do ông Tuấn có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng hôm 16 tháng 7. Tuy nhiên, theo VN Express, ông Tuấn vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Ban Tuyên giáo Trung ương. Các nhà báo độc lập và các blogger cho VA biết họ rất phấn khởi trước việc người đứng đầu ngành truyền thông báo chí lề phải mất chức, dù rằng đến nay mới hạ bệ ông Tuấn là hơi muộn. Trước đó, ngày 12 tháng 7, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Việc kỷ luật này được báo chí trong nước nói là có liên quan đến dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG. Cũng hôm 23 tháng 7, Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa nhận được quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông thay cho ông Trương Minh Tuấn vừa phải thôi chức vụ này, theo VTC. Theo truyền thông trong nước, Bộ Chính trị đánh giá những vi phạm của ông Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng, và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Tuấn. Ông Trương Minh Tuấn, 58 tuổi, được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vào năm 2016. Trước đó, ông từng đảm nhận chức vụ Thứ trưởng của Bộ này từ năm 2014 dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau Tuổi Trẻ Online, một báo điện tử khác của Việt Nam mới bị phạt vì thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng liên quan tới Chủ tịch Trần Đại Quang và luật biểu tình. Vietnamnet cho biết báo này bị xử phạt 50 triệu đồng vì bài viết Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội về luật biểu tình. Ngày 19 tháng 6 năm 2018, báo Vietnamnet đăng tải bài Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội về luật biểu tình. Trong bản tin trên có đoạn viết, trước kiến nghị của cử tri về luật biểu tình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng ý rằng cần luật biểu tình và sẽ báo cáo Quốc hội về nội dung này. Báo Vietnamnet viết, trên thực tế, tại buổi tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang không phát biểu nội dung trên. Báo Vietnamnet sau đó ngỏ lời xin lỗi Chủ tịch nước Trần Đại Quang và bạn đọc. Báo này cũng cho biết đã ra quyết định xử lý nghiêm đối với những vi phạm của các cá nhân có liên quan và rút kinh nghiệm với toàn thể báo. Bài viết hôm 19 tháng 7 cho biết rằng quyết định xử phạt do Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông Lưu Đình Phúc ký. Các cuộc xuống đường phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng dẫn tới bạo động hôm 10 tháng 6 đã khiến nhiều người, trong đó có không ít luật sư, đề cập tới sự cần thiết phải có luật biểu tình, vốn bị trì hoãn soạn thảo và thông qua ở Việt Nam nhiều năm qua. Trước Vietnamnet ít ngày, ông Phúc cũng đã ký quyết định xử phạt ấn bản điện tử của báo Tuổi Trẻ. Bà Grace Bùi, đại diện dự án hỗ trợ người thượng tại Thái Lan cho VA Việt ngữ biết rằng bà đang vận động dân biểu Mỹ Christmas và thông qua ông kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ việc tái định cư cho hơn 400 người thượng Việt Nam đang xin tị nạn tại Thái Lan. Nữ công dân Mỹ gốc Việt cho biết bà vừa có cuộc gặp với dân biểu Chris Smith thuộc Đảng Cộng Hòa đại diện bang New Jersey tại thủ đô Washington DC. Bà Grace nói ông Smith hứa sẽ viết một lá thư và mời các nghị sĩ khác nhập cuộc, mặc dù bà không biết kết quả sẽ đến đâu do chính quyền của Tổng thống Donald Trump có chính sách hạn chế tiếp nhận người tị nạn. Nhưng cho biết rằng ít nhất đây là một bước nhảy vọt và ngoài sự tưởng tượng của bà. Vào năm ngoái, kênh truyền hình Al Jazeera cho biết tại Bangkok có một cộng đồng khoảng 150 gia đình người thượng vô tổ quốc sống trong những ngôi nhà bằng tre dựng trên kênh rạch. Trang này nói đa phần trong số họ đã cải đạo sang tin lành, chạy trốn khỏi khu vực Tây Nguyên của Việt Nam do bị trấn áp tôn giáo, cưỡng chế đất và bắt giữ tùy tiện. Tin cho hay, một số gia đình đang chờ đợi cuộc phỏng vấn với cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn với hy vọng được công nhận là người tị nạn và tái định cư ở nước thứ ba. Nhưng do không có giấy tờ, họ luôn sợ khả năng sẽ bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và rốt cuộc có thể bị trả về Việt Nam bất cứ lúc nào. Những người thượng được báo chí quốc tế phỏng vấn nói rằng họ biết Thái Lan không công nhận người tị nạn. Tuy nhiên điều này không ngăn cản được việc họ tìm đường đến đây vì dù sao vẫn tốt hơn so với những áp bức ở quê nhà.
Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Và tiếp theo đây là phóng sự tường trình từ Việt Nam. Nằm khuất trong rừng thông của vùng đồi phường Thủy Xuân, thành phố Huế có một ngôi cổ tự mang tên Từ Hiếu. Tương truyền vị thái giám có tên Châu Phước Năng cảm nhận số phận thái giám khi về già không nơi nương tựa, nên đã chọn chùa Từ Hiếu làm nơi yên nghỉ và thờ tự lâu dài. Ngôi chùa này vì thế cũng có tên gọi khác là chùa Thái Giám, một người dân địa phương cho biết. Và xây năm 1843 lần. Cái tên là Ám Tranh, Ám Dương Ám. Này là ngày xưa là thái giám là thiện đi á, mà bỏ trong chỗ, bỏ trong cột á, mà để chỗ này. Khu nghỉ trang với rêu xanh, rêu vàng chen nhau khắp thành tường bao trên các nấm mộ. Khu cổ trang nằm đó với tiếng côn trùng rã rích kẽ tường thảm lá. Toàn bộ khu lăng ở chùa Từ Hiếu có 25 ngôi mộ, trong đó có 2 ngôi mộ gió, tức là dưới mộ không có thi hài. Bóng chiều dần tàn, vẻ trầm mặc nơi chùa Từ Hiếu thêm sâu lắng. Sư thầy Tâm Đức kể một câu chuyện khác về sự tích ngôi cổ tự. Khi mà cả quan người ta đi tuần đó, mới thấy hòa thượng vác cái gậy còng thêm con cá ở trên vậy, thì mới đi cho người theo dõi. Theo dõi về đây thì cũng từ tay thầy làm cá, rồi từ tay bỏ vào sông nấu, rồi cũng từ tay múc, thì người ta lại càng nghi hơn. Nhưng mà khi mà vào trong tình thức rồi đó, mới thấy là còn thêm mẹ già. Thì mới đem cái câu chuyện đó về trình cho vua Từ Đức. Tương truyền vì mẹ già bệnh nặng phải bồi dưỡng thịt cá, nên ngày ngày vị sư phải tìm cá tươi về nấu cháo cho mẹ. Người đời thấy vậy đàm tiếu là hòa thượng nhưng lại ăn mặn. Cảm động trước đức độ của vị sư già, triều đình mở rộng Thảo Am thành chùa và các quan thái giám triều Nguyễn đã chọn nơi đây là nơi an nghỉ cuối đời. Khi chùa được hoàn thành, vua Từ Đức nhớ đến chuyện xưa mà đặt tên là Từ Hiếu Tự, sư thầy Tâm Đức kể tiếp. Vua Từ Đức mới ra tại đây đó. Thì mới ngỏ ý với hòa thượng là cho vua làm cái ngôi cổ tự này khang trang. Thì hòa thượng mới trả lời với vua Từ Đức là nếu mà tôi ham chùa to Phật lớn thì không phải ở đây, mà ở ngoài Thiên Thọ cơ. Bởi vì hồi ngoài kia đã trụ trì rồi mà. Thì bây giờ tôi ở đây thì chỉ cái Thảo Am nhỏ để tình tu, đồng thời phụng dưỡng mẹ già là đủ rồi. Câu chuyện hiếu thảo của vị sư già cùng một thời vàng son của quá khứ đã qua đi và các thái giám cũng như các câu chuyện về họ cũng lụi tàn theo năm tháng. Mọi người đến với chùa chỉ là để phúng viếng cầu nguyện, chứ ít ai biết và quan tâm đến khu lăng mộ này, làm cho nó ngày càng lạnh lẽo và trơ trọi. Kinh thành Huế hay Thượng Hóa Kinh Thành là một quần thể cung điện, thành và các lầu các ở cố đô Huế, nơi đóng đô của triều đại nhà Nguyễn trong suốt 143 năm, từ năm 1802 đến khi thoái vị vào năm 1945. Hiện nay, Kinh thành Huế là một trong số các di tích thuộc cố đô Huế, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nơi đây được vua Gia Long tiến hành khảo sát từ năm 1803, khởi công xây dựng từ năm 1805 và hoàn thành vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng. Kinh thành Huế có 3 vòng thành, lần lượt là Kinh thành, Hoàng thành và Tự Cấm thành. Qua thời gian, những gì còn lại của kinh thành là một ít đổ nát, một ít lưu giữ được và một ít cần phục chế. Tương tự với lại những cái cột gỗ và những cái bàn thờ của các vị vua bây giờ vẫn mang lại cho mình những cái dấu ấn mà theo như em thấy là còn y nguyên luôn và giữ rất là hay. Đây là lần thứ hai mình trở lại đây mình tham quan kinh thành Huế. Nhưng mà mỗi một lần hình như cái cảm xúc của mình nó rất lạ, bởi vì có nhiều lớp văn hóa quá. Cứ mình đã trở lại và mình đi tất cả những khu vực, mà mỗi một khu vực có những kiến trúc lại khác, quá khác nhau, cho nên gần như là khi việc đi đó làm cho mình rất là thích thú đến khu vực này. Thành có hào sâu, cắm những cây trong tre xen kẽ với hoa sen trắng để vừa trang trí cho hoàng cung, vừa đề phòng những thích khách từ bên ngoài. Ngoài Tự Cấm thành là nơi nhà vua ở, thành còn có khu vực của các hoàng thái hậu, hoàng hậu và khu của thái hoàng thái hậu, tức bà nội của nhà vua. Họ ở đây cho đến lúc qua đời. Hầu hết phụ nữ khi vào thành thì ở đó cho đến lúc chết, không được bước sang khu vực nhà vua ở, thậm chí không được ra khỏi khu vực quy định. Tất cả những khu cấm kỵ này là những điểm tham quan, khám phá đầy hấp dẫn của du khách. Tôi nghĩ rằng mọi thứ ở kinh thành này đều rất đẹp và con người ở đây cũng rất thân thiện.
Dường như trên môi họ luôn luôn nở nụ cười. Điểm nhấn về kinh tế, chính trị của kinh thành nằm ở sân Thế Miếu, nơi thờ các vua. Nơi đây có cựu đình, tức là 9 đình đồng của các đời vua để lại. Mỗi đình đồng có những hình vẽ mô phỏng đặc sản và văn hóa vùng miền. Trong đó vẽ cả bản đồ quốc gia và cả những chiến thuyền của binh đội Hoàng Sa trên Biển Đông. Hình ảnh như một sự vinh danh và tưởng nhớ công ơn những người đã giữ biển đảo quốc gia. Giá vé thì là giá vé dành cho người Việt 150.000. Tôi nghĩ là cũng hợp lý, bởi vì thật sự ra cần phải có một cái nguồn rất là lớn để có cái kinh phí bảo tồn cho cái khu vực này. Có lẽ Huế làm khá tốt, bởi vì có nhiều nơi thì đang được trùng tu và có những nơi mà cố giữ, mặc dù nó chỉ là những cái bức thành rất là hoang sơ và còn đổ nát đấy, nhưng mà người ta vẫn giữ lại. Đấy là một điều rất là tốt mà tôi thấy khách nước ngoài và họ cũng rất trân trọng, họ đến những nơi đấy họ tìm hiểu thêm về những, ngoài những gì mà họ được nhìn thấy. Tôi hy vọng sẽ trở lại đây vào năm tới hoặc thời gian tới. Thời gian đọc trên mái ngói lưu ly tưởng chừng không bao giờ vỡ nát. Những gì còn sót lại cho đến ngày nay như một minh chứng về sự bất toàn của những triều đại tưởng chừng như vĩnh cửu, và điêu tàn là một điều khó tránh. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Quân đội Trung Quốc đang phát triển một hạm đội tàu ngầm hoạt động trên biển mà không cần đến sự hiện diện của con người. Các chuyên gia nói, hạm đội tàu ngầm kiểu robot nhắm vào các lực lượng Hoa Kỳ trên các vùng biển chiến lược như Biển Đông và Tây Thái Bình Dương. Tờ South China Morning Post dẫn nguồn tin từ các nhà khoa học giấu tên tham gia vào dự án cho biết, kế hoạch của Trung Quốc là xây dựng một hạm đội tàu ngầm lớn, thông minh và có chi phí thấp để đi khắp các đại dương và thực hiện một loạt nhiệm vụ, từ trinh sát đến đặt thủy lôi, tấn công tự sát các tàu địch hoạt động trên biển. Các tàu ngầm sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ hoạt động độc lập và hỗ trợ cho các hạm đội hiện có. Tàu ngầm tự hành dự kiến sẽ được triển khai vào đầu thập niên 2020. Mặc dù không có ý định dùng tàu ngầm robot thay thế hoàn toàn tàu ngầm do con người điều hành, nhưng dự án được xem là một thách thức cho vị trí dẫn đầu mà các cường quốc hải quân phương Tây có được sau Thế chiến II. Một nhà lập pháp nổi tiếng của Hàn Quốc tự sát trong lúc đang bị điều tra tham nhũng. Thông tấn xã Yonhap cho hay, người ta phát hiện thi thể lãnh đạo Đảng Công lý Ro Ho-chan gần cổng vào một khu chung cư ở trung tâm Seoul sáng sớm ngày 23 tháng 7. Nhà lập pháp 61 tuổi này để lại thư tay ngỏ lời xin lỗi gia đình và khai rằng có nhận tiền nhưng khẳng định không làm gì sai. Ông Ro bị điều tra về cáo buộc nhận hơn 44.000 đô la từ một blogger trong tâm điểm vụ tai tiếng gian lận khảo sát ý kiến trên mạng. Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao nhất nhì trên thế giới. Trong số các nạn nhân có doanh gia và chính trị gia. Một trong những nhân vật nổi tiếng tự tử gần đây là cựu tổng thống Ro Moo-hyun tự sát năm 2009 liên quan đến một vụ tai tiếng tham nhũng. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố chính phủ Iran đã trở thành cơn ác mộng đối với người dân Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ không e ngại việc tấn công chế độ Iran ở cấp cao nhất, trong lúc ông kêu gọi tất cả các đồng minh cùng gây áp lực tài chính đối với chính quyền Iran. Phát biểu tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan hôm 22 tháng 7 trước nhiều cử tọa người Mỹ gốc Iran, Ngoại trưởng Pompeo nói chính quyền Trump sẽ không im tiếng trước điều mà ông gọi là vô số tội ác và vi phạm của chính phủ Iran. Chúng ta có nghĩa vụ phải tăng áp lực tối đa lên khả năng kiếm tiền và lưu chuyển tiền bạc của chế độ này, và chúng ta sẽ phải làm như thế. Trọng tâm của chiến dịch này là tái áp đặt chế tài lên lĩnh vực năng lượng và ngân hàng của Iran, như đã giải thích mấy tuần trước. Trọng tâm của chúng tôi là cùng làm việc với các nước nhập khẩu dầu thô từ Iran để đẩy lượng nhập khẩu xuống mức gần zero càng nhiều càng tốt trước ngày 4 tháng 11 năm nay. Ngoại trưởng Mỹ cũng loan báo rằng, Ban Quản trị Phát thanh Phát hình của Mỹ đang mở rộng các chương trình vươn tới người dân Iran để thường dân Iran trong và ngoài nước hiểu rằng Hoa Kỳ đoàn kết với họ. Ngoại trưởng Pompeo nói, mục tiêu của Mỹ là được nhìn thấy người dân bên trong đất nước Iran được hưởng cuộc sống như cộng đồng người Iran ở Mỹ. Cảnh sát ở Toronto, Canada cho hay một người đàn ông trang bị súng ngắn bắn 14 người tối ngày 22 tháng 7, khiến một người tử vong và nghi phạm cũng thiệt mạng. Nhân chứng cho biết, nghe thấy khoảng 2-3 chục tiếng súng khi nghi phạm vừa đi bộ vừa xả súng trên vệ đường ở khu vực Greektown của Toronto. Cảnh sát trưởng Mark Saunders cho biết
Trong số nạn nhân, một người chết vì trúng thương, một người đang trong tình trạng nguy kịch, 13 người còn lại đang được chữa trị tại bệnh viện. Ông Saunders nói, điều tra đang được tiến hành để xác định động cơ giết người và cảnh sát chưa loại trừ bất kỳ khả năng nào. Cuối tuần vừa qua, tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt đã tổ chức buổi ra mắt bộ phim tài liệu về nghệ sĩ giáo sư Lê Văn Khoa, người đã có rất nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, cũng như sự phát triển của văn hóa nghệ thuật Việt Nam ở hải ngoại sau này. Bộ phim được thực hiện bởi Câu lạc bộ phim tài liệu Việt Nam. Đây là một trong số hàng chục bộ phim mà Câu lạc bộ phim tài liệu Việt Nam đã thực hiện trong những năm qua, nhằm đưa tới cho đồng bào trong nước một cái nhìn trung thực về những sự kiện và con người của lịch sử. Cái người xem, chúng ta hướng về người trong nước, là những người đã bị bưng bít thông tin, che đậy hoặc xuyên tạc, có khi là thần thánh hóa một nhân vật. Chúng tôi, người Việt Nam, tị nạn qua Hoa Kỳ, hiểu được sự thật của về chiến tranh, có phương tiện và cơ hội, chúng tôi dùng cái cơ hội này để thực hiện các phim tài liệu. Tại buổi ra mắt phim, khán giả cũng có dịp được giao lưu với nghệ sĩ giáo sư Lê Văn Khoa, người đã nổi danh tại miền Nam trước năm 1975 với những sáng tác giao hưởng mang âm hưởng âm nhạc dân gian Việt Nam và trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Lê Văn Khoa là một trong ba người đầu tiên sáng lập Viện Âm nhạc Việt Nam và cũng là người đầu tiên có ý tưởng sử dụng âm nhạc và nhiếp ảnh để đưa hình ảnh Việt Nam ra với bạn bè quốc tế. Và cho đến nay, khi đã 85 tuổi, giáo sư Lê Văn Khoa vẫn đau đáu với câu chuyện đưa âm nhạc của Việt Nam ra thế giới. Làm sao họ phải chơi được Việt Nam, nhưng mà họ chơi không chưa đủ, làm sao họ phải cảm? Họ phải cảm thì họ mới thấy là cần phải chơi. Chứ còn nhạc thì mênh mông trên thế giới. Bây giờ tôi thấy thế này, trong âm nhạc nó có 3 phần chính. Mình chỉ có 2, mình thiếu hẳn cái phần quan trọng nhất là cái hòa âm. Rồi cái khó khác của mình nữa là vấn đề ngũ cung với thất cung. Những cái ý tưởng đó nó cứ dằn vặt và mình chưa có một cái phương thức, một cái hội nghị, một cuộc hội thảo nào để mà tìm ra một cái hướng đi cho những người ở trong tương lai. Cuối buổi giao lưu, người tham dự có dịp được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc Việt Nam được trình bày bởi các ca sĩ đã có nhiều năm gắn bó trong việc duy trì và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Bộ phim tài liệu Lê Văn Khoa, Một đời cho nghệ thuật là một bộ phim tài liệu công phu được thực hiện trong nhiều năm tại Mỹ, Ukraine và Australia, nơi nghệ sĩ, giáo sư Lê Văn Khoa từng sống, làm việc và trình diễn cùng nhiều dàn nhạc giao hưởng khác nhau. Phim được phát hành rộng rãi và miễn phí trên YouTube. Khán giả có thể tìm xem trên kênh YouTube của Câu lạc bộ phim tài liệu Việt Nam. Các nhà khoa học tại Đại học Cranfield, Anh đang phối hợp với các kỹ sư của hãng Siemens để trang bị công nghệ lái xe tự động cho một chiếc Ford Mustang 1965 cổ điển. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Nhìn vào cách đánh lái chuột choạc, thi thoảng suýt chệch hướng của chiếc Ford Mustang 1965 cổ điển này, chúng ta có thể đoán được là nó đang tự lái. Người ngồi sau tay lái chỉ để phòng hờ là giáo sư James Brayton của Đại học Cranfield. Cùng với sự hỗ trợ của hãng Siemens, ông Brayton cùng với những người cộng sự đã cải tiến chiếc Mustang cổ lỗ này với công nghệ lái tự động. Chúng tôi lắp đặt một loạt các cảm biến vào xe. GPS thôi là chưa đủ, bởi khu vực này có rất nhiều cây cối. Vậy nên chúng tôi phải kết hợp nhiều loại cảm biến khác nhau và rồi viết ra một thuật toán để chiếc xe tự đưa ra quyết định tốt nhất ở bất kỳ thời điểm nào. Giáo sư Brent cho biết thêm rằng chiếc xe trên 50 tuổi này có một số cách vận hành đặc biệt khiến các kỹ sư thêm phần vất vả. Chúng tôi mất nhiều thời gian công sức để viết thuật toán, cũng như kiểm soát để có thể khiến chiếc xe hoạt động ở mức chấp nhận được. Hãng Siemens nói rằng dự án này mở ra cơ hội cho việc trang bị công nghệ tự động hóa lên các sản phẩm đã lỗi thời.
Lý do khiến chúng tôi tham gia dự án này không phải là bởi vì chúng tôi đang kinh doanh trong lĩnh vực nâng cấp xe cổ, mà là để giúp tăng cường việc áp dụng tự động hóa vào trong môi trường công xưởng. Nó có thể giúp ích cho những ngành công nghiệp lớn hơn, ví dụ như khai mỏ chẳng hạn. Tuy nhiên, theo giáo sư Brian, điều khiển một chiếc Mustang lại là vấn đề khác. Tôi nghĩ rằng cái hay của những chiếc xe cổ đó là được tự ngồi sau tay lái và điều khiển chúng. Và đó là lý do tại sao, theo ông, chiếc xe này được thiết kế để có thể vừa lái tự động vừa lái tay. Tại Đại hội tốc độ Goodwood lần thứ 25, tổ chức tại vùng phía Nam nước Anh, chiếc xe Mustang tự lái được thách thức tham gia đường đua Hill Climb nổi tiếng. Mặc dù có hơi trệch trạc, chiếc xe vẫn hoàn thành 2 km đường đua với một phong cách tuyệt vời mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Những căn phòng đơn giản, nhỏ hẹp và chật chội tại các khách sạn dường như không phải là nơi được lữ khách chọn ngủ qua đêm. Tuy nhiên, những căn phòng như thế này lại đang trở thành địa điểm tham quan thu hút khách du lịch tại Nhật Bản. Sau đây là tường trình chi tiết của chúng tôi. Tàu hỏa chạy rầm rập ngay trên nóc của Tiny Hostel, một khách sạn nhỏ tại Yokohama, thành phố đông dân thứ hai của Nhật Bản. Thời gian gần đây, khu vực vốn bị bỏ bê này của thành phố với phố đèn đỏ đã được dọn dẹp để chuẩn bị cho quá trình cải tạo. Các giới chức địa phương đã tìm đến các đơn vị kinh tế tư nhân để kêu gọi giúp tái thiết khu vực này, và Tiny Hostel ra đời chỉ mới 2 tháng trước. Ba căn phòng với nội thất tối giản của khách sạn này thực tế lại là những căn nhà di động siêu nhỏ. TV thì không có, nhưng Wi-Fi thì miễn phí. Mỗi phòng có một nhà tắm riêng và một ban công. 4 người lớn hoặc một gia đình 6 người, bố mẹ và 4 đứa con có thể ngủ trong căn phòng này. Trước khi tới đây tôi hơi lo ngại, tuy nhiên sau đó tôi thấy căn phòng này thực sự rất tốt. Tôi ngạc nhiên vì nó được thiết kế rất hợp lý. Nó rộng hơn tôi tưởng tượng, ngay cả khi nằm trên giường, bạn cũng có thể duỗi người thoải mái, có rất nhiều chỗ để cất hành lý. Những căn phòng này được đặt tên lần lượt là Wonder Discovery và Silence, tức là yên lặng, bất chấp tiếng ồn của những đoàn tàu chạy đến tận nửa đêm. Tuy nhiên, đó lại chính là lý do chính mà nữ du khách này mang gia đình tới đây. Chúng tôi ngay lập tức biết rằng cả nhà đều muốn thử sống tại một nơi mà có tàu hỏa chạy trên đầu, và thế là chúng tôi đặt phòng nhanh nhất có thể. Cho dù diện tích tí hon, quản lý của khách sạn này cho biết anh cố gắng để giúp du khách thoải mái như ở nhà. Phần lớn khách hàng của chúng tôi là các gia đình và nhóm bạn, chủ yếu là nữ. Họ thường nói với chúng tôi rằng nơi đây đã nhanh chóng trở thành chỗ để mọi người gần gũi với nhau hơn và có những giây phút rất vui vẻ. Chuyến đi này của chúng tôi giống như kiểu hội chị em đi chơi đêm vậy. Tối thì ra ngoài đi ăn rồi về đây uống rượu và chơi trò chơi. Người quản lý khách sạn cho biết lời khen tuyệt vời nhất mà Tiny nhận được đó chính là khi các vị khách rời đi. Mọi người đều rời đi với nụ cười trên môi. Đó là điều khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Tiếp theo đây là chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Wow, that was the best vacation I have ever had. In my head, a beach is much better than here. I need a vacation! I hear you, Anna. I need a vacation too, but not at the beach. Sand is not good for robots. When we compare things, we use special forms of adjectives. Better is a comparative adjective that is used to compare two things. Best is a superlative adjective. It shows that one thing has more of something than all of the others. Try to find more of these adjectives. Look for ER or EST at the end. No, you can't get your money back. I don't care that it was your worst vacation ever. Hello, have a seat. Welcome to the world's best travel agency. Thank you. And congratulations. For what? For being the world's best travel agency. Right. Thanks. Trudy, hold my calls. I'm going to sell our most expensive vacation. Sure thing, boss.
The mountain getaway is good for you. It's a little pricey, but think of it. You on top of a mountain for 7 days. I'm afraid of high places. Of course you are. That's why our deep sea adventure is better for you. It is pricier than the mountain getaway. Just you and the animals of the sea. Shark! 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 No, there are no sharks in your dream vacation. You need the safari campout. It is our priciest vacation, but I think it's the best one for you. During the day, you'll see elephants, giraffes, and lions. At night, you'll sleep out under the stars. Look, I think this was a bad idea. Sure, you can leave. But then you won't see the latest vacation technology. Did you find all of those adjectives? Dan started with good. Then he moved to better. And finally, he said the safari campout was the best vacation for Anna. Exactly what is the latest vacation technology? Exactly. I'm happy you asked. Meet the Travelmax 2000. Wow! So tell me how you like to travel. I like travel that is cozy and romantic, but still exciting. Great, tell me more. I like traveling in a plane, but not in a helicopter. Planes are a little scary, but helicopters are scarier. My favorite way of traveling is by train. Ships can be the scariest. Have you seen the movie Titanic? Oh, and no horses. I will ride a camel. Oh, and no bike tours. Bike is the slowest and least romantic way to travel. Excuse me, but I think the Travelmax 2000 is on fire. Yes. We're both on fire. We really want to sell you the most, the best vacation ever. No, I mean, it's really on fire. You killed it. You killed the Travelmax 2000. I am so sorry. Oh. Can I help you fix this? No, no. Don't cry. I know what you need. Oh. A vacation. Oh, the safari campout looks fun. It is the priciest, but I think you deserve it. No, no. This is the smokiest lesson yet. I can't breathe. Just go to the website. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấp vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Một đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Việt Hùng xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.